Sau 2 giờ truy vết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Nhẫn, 20 tuổi, cư trú tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết về hành vi cướp giật tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 13 tháng 9, có một thanh niên đến tiệm vàng Phúc Mai trong chợ Phan Thiết do bà N làm chủ để hỏi mua một lắc tay bằng vàng. Bà N lấy đưa cho thanh niên này xem, đeo thử một lắc tay bằng vàng có trọng lượng khoảng 7,3 chỉ. Lợi dụng sơ hở của bà N, thanh niên này đã cầm lắc tay bỏ chạy. Sau khi tiếp nhận tin báo của nhân dân và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an thành phố Phan Thiết, đội cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng, phương tiện, nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan, phục vụ công tác điều tra. Qua hơn 2 giờ đồng hồ truy vết, lực lượng chức năng đã xác định danh tính và tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Nhẫn, đồng thời thu hồi tang vật là một lắc bằng vàng mà đối tượng này đem bán cho một tiệm vàng khác ở thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, với số tiền 33 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết tiếp tục xác minh, điều tra theo thẩm quyền.